Mặt trời có thể sưởi ấm và cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin D, nhưng nó cũng ẩn chứa những tác hại vô hình. Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp làn da của bạn tươi trẻ hơn, ngăn ngừa tổn thương da hoặc ung thư da. Và bí quyết đơn giản nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao chính là luôn mang theo tuyết kem chống nắng trong túi sách. Kem chống nắng La Roche Posay Gel Cream Anti Brilliance là một trong những hãng dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp, là chân ái của các cô nàng có da dầu nhạy cảm. Hãy cùng shop mình tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche Corsay Gel Cream Anti-brilliance là sản phẩm dành cho làn da dầu mụn, sở hữu công nghệ cải tiến XL Protect cùng kết cấu kem gel dịu nhẹ và không nhờn rít, giúp ngăn ngừa tia UVA và UVB, tác hại từ ô nhiễm, bảo vệ toàn diện cho làn da luôn khỏe mạnh. Với kết cấu dạng kem gel độc đáo, kem chống nắng La Roche-Posay Gel Cream Anti-brilliance khi thoa lên da sẽ mang đến cảm giác khô thoáng nhanh chóng, thẩm thấu tức thì vào da, hoàn toàn không để lại vệt trắng trên da. Cùng thành phần an toàn lành tính, không gây tình trạng kích ứng hay nổi mụn cho làn da. Đồng thời, Loại này có khả năng kiểm soát bã nhờn hiệu quả với hoạt chất Eligium, chứa các vi hạt siêu nhỏ có khả năng tan chảy và thẩm thấu ngay lập tức vào da, hấp thụ bã nhờn và mồ hôi vượt trội gấp 100 lần, từ đó giúp kiểm soát mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng da bóng nhờn và duy trì làn da khô ráo, thoáng mịn. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.